Vào phim, ta được thấy các di si cờ đang tấn công một nhà máy điện mặt trời ở ngoài khơi biển Maliba, Ấn Độ. Cùng lúc thì các autobot cũng đã hóa lâu di rồi lướt trên mặt nước để tới Ấn Độ ngăn chặn các si cờ và đồng thời giải cứu những người dân ở đó luôn. Ở căn cứ của Decepticon, thì Megatron và một tiến sĩ điên con người tên là Arkvore đang theo dõi trận chiến của các Seeker và Autobot. Megatron chuyển màn hình qua chỗ của Soundwave rồi bảo với hắn, bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch Gunny Pig. Soundwave đã thả Rambo, Raven và Laserbeak vào bên trong trụ sở của Autobot để làm loạn. Rambo đã gây ra một cơn địa chấn nhỏ để đánh lạc hướng các Autobot cho Laserbeak có cơ hội bay vào bên trong rồi bắt cóc Sparkler về để thí nghiệm cho Decepticon. Trở lại Ấn Độ, đang giao tranh với các Autobot thì đột nhiên các Seeker lại bất ngờ rút lui làm cho các Autobot bị hoang mang vì không biết kế hoạch tiếp theo của bọn họ là gì. Sau khi bắt cóc được Sparkler về căn cứ của Decepticon thì tên tiến sĩ điên Ác Vồ đã gắn một con chip điều khiển tâm trí vào sau gáy của Sparkler nhằm mục đích khiến ông ấy tạo ra một bản sao của Optimus Prime. Rồi để tận dụng thì Megatron đã dự định sẽ sử dụng công nghệ này để tạo ra một đội quân máy móc với mục đích biến loài người thành nô lệ. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, thì Megatron đã liên hệ với Shockwave để hắn ta xác nhận rằng cầu không gian mới đã được sẵn sàng cho nhiệm vụ. Tiến sĩ Apple đã tới để thông báo cho Megatron biết về khả năng con người sẽ trở thành siêu chiến binh thông qua con chip mà ông ấy đã gắn vào đầu của Sparkler Ban đầu thì Megatron tỏ vẻ khinh thường vì loài người bé nhỏ, tuổi éo thì mà ăn được các Transformer nhưng đó là cho đến khi Megatron đã trực tiếp chứng kiến Sparkle đã hạ gục được bản sao của Optimus trước mặt của ông ta. Các Autobot đã chia làm hai nhóm để giải cứu Sparkle. Nhóm đầu tiên do Optimus Prime dẫn đầu để đánh lạc hướng các Decepticon và việc tấn công trực tiếp vào trụ sở dưới đáy biển của bọn họ và nhóm còn lại sẽ khoan xuống đáy biển tạo ra một đường hầm dẫn thẳng tới dưới chân của trụ sở Decepticon để bí mật nhảy vào cứu Sparkle ra sau khi giải cứu được sparkler rồi trở về căn cứ thì các autobot và spy nhận thấy rằng sparkler đã trở thành một con người khác khi ông ấy đã tự động sửa chữa cho các autobot trong khi có những người không cần phải sửa chữa nhưng trước khi họ biết được lý do tại sao sparkler lại hành động như vậy thì các decepticon đã bất ngờ tấn công một trụ sở của bọn họ sparkler đã kêu gọi spy gia nhập decepticon cùng với mình thế nhưng spy từ chối sau đó sparkler chỉ nhẹ nhàng nói với spy rằng ở lần gặp mặt tiếp theo không có bố con gì nữa Ta với mày sẽ thành kẻ thù của nhau. Trong nỗ lực để cứu vãn tình hình hiện tại, thì Spy đã ném một cái cờ lê vào bên trong của Telechan, khiến tàu áp báo động, rồi phun ra bọt chống cháy, làm cho các Decepticon phải rút lui, vì sợ nếu ở lại lâu, thì những bong bóng nước này sẽ làm hỏng mạch điện của bọn họ vĩnh viễn. Tại địa điểm mới đặt cây cầu không gian, Megatron tiết lộ rằng, ông ta có ý định đưa hành tinh Cybertron tiến tới quỹ đạo của trái đất thông qua một cây cầu, để cho lực hấp dẫn của Cybertron gây ra những thảm họa thiên nhiên trên trái đất rồi để cho các Decepticon tha hồ thu hoạch năng lượng bằng một cách văn minh nhất. Megatron đã bắt đầu bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch, đó là phải dịch chuyển Cybertron tới gần trái đất. Thế nhưng mà tiến sĩ điên Arvo lại không cảm thấy hứng thú với kế hoạch này. Thế nhưng miệng lưỡi của Megatron lại quá dài, cho nên ông ấy đã nâng bi hết mức cho Arvo, khiến ông ấy phê và phải đồng ý làm việc. Các Autobot đã tìm thấy cây cầu không gian khổng lồ mới thông qua vệ tinh Sky Spy. Khi các Autobot có mặt trên cây cầu, thì Megatron đã thả một nhóm nô lệ loài người đang bị điều khiển để làm lá chắn cho mình và tình hình còn tệ hơn nữa khi những con người đang bị các Decepticon điều khiển đã lao vào tấn công các Autobot bằng gậy và đá. Spy đã dùng võ mồm để ngăn bố mình không tấn công bom và trong một khoảnh khắc thì có vẻ như Sparkler đã trở lại bình thường. Thế nhưng tiến sĩ điên Arvo lại không để khoảnh khắc đó diễn ra lâu dài mà đã mau chóng giành lại quyền điều khiển của Sparkler Subway so thông báo đã tới thời gian đếm ngược để kích hoạt cây cầu không gian. Sparkler đã lao tới cây trụ đầu tiên rồi ấn nút kích hoạt. Tương tự thì Thundercrack cũng đã kích hoạt cây cột thứ hai. Optimus đang đuổi theo Megatron đến cây cột thứ ba để ngăn không cho hắn kích hoạt, nhưng sau khi Optimus vật được Megatron ra thì bỗng nhiên Megatron lại ra lệnh được cho Optimus đi tới cây cầu kích hoạt nó và sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hành tinh Cybertron bị phá hủy. Và ngạc nhiên hơn nữa là Optimus đã đồng ý với điều kiện đó rồi chạy tới kích hoạt cây cầu không gian. Sau đó, một cánh cổng không gian mở ra, đưa hành tinh Cybertron tới quỹ đạo của trái đất. Video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực làm những video mới hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.